Hơn 50 năm gắn bó với ngành thủy lợi, giáo sư tiến sĩ Trương Đình Dụ, nguyên Viện Phó Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế như cửa van cánh, cửa tự động, đập bản dầm. Đặc biệt nhất là hai công nghệ đập trụ đỡ và đập xà lan trong lĩnh vực ngăn sông giúp ngăn mặn, giữ ngọt cho vùng đồng bằng và ven biển. Với đóng góp xuất sắc trong khoa học, tiết kiệm ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, hai công nghệ này đã được công nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012. Đây cũng là Giải thưởng Hồ Chí Minh đầu tiên của ngành thủy lợi. Thành công của ông xuất phát từ sự mày mò sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thoát khỏi tư duy lối mòn để tìm ra cái mới. Năm 1992, giáo sư tiến sĩ Trương Đình Dụ làm chủ nhiệm đề tài KC-12-10A nghiên cứu giải pháp công nghệ tạo nguồn nước ngọt vùng ven biển 1992-1995 và nhận ra hai vấn đề. Thứ nhất, vùng đồng bằng ven biển của Việt Nam, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đang đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt nghiêm trọng do thảm thực vật của lưu vực sông giảm sút mạnh. Thứ hai, vùng thượng nguồn các con sông đang bị các quốc gia khai thác quá mức vì mục tiêu kinh tế. Từ đó ông nhận thấy cần xây dựng hệ thống đập ngăn các cửa sông lớn, vừa để trữ nước ngọt và chống xâm nhập mặn vùng đồng bằng ven biển. Với những con sông lớn rất khó xây dựng theo cách truyền thống bởi sẽ dẫn tới làm hẹp lòng sông, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và tốn kém ngân sách. Sau nhiều năm trăn trở, giáo sư tiến sĩ Trương Đình Dụ nghĩ ra hai công nghệ xây đập mới là đập trụ đỡ và đập xà lan. Xây dựng cống hay đập cũ thường có 3 cách. Thứ nhất là chặn trước và sau một đoạn sông rồi bơm nước ra để khô móng rồi thi công. Thứ hai là chọn một đoạn sông cong, thi công trên bãi. Khi cống làm xong thì nắn dòng sông chảy qua cống, đoạn sông cong sẽ bị chặn lại. Cách thứ ba là vây nửa dòng sông lại để thi công. Từ hố móng khô, người ta xây dựng bàn đáy với vai trò chịu lực chung của cả công trình. Trên bàn đáy sẽ xây dựng hệ thống cột trụ đỡ, cửa cống và các công trình liên quan khác. Giáo sư tiến sĩ Trương Đình Dụ chia sẻ, không phải tự nhiên mà đập thủy lợi lại cần bàn đáy bởi nó có 3 tác dụng: chống xói mòn, chống thấm và là nơi chịu đựng chung cho cả công trình. Nhưng tôi thay đổi hoàn toàn, làm cống không cần bàn đáy, còn chịu lực là các cột trụ, thi công không cần dẫn dòng và trải thảm đá chống xói. Đây là sự thay đổi lớn so với cách làm cũ trước đây. Phương án đập trụ đỡ của ông là thi công ngay giữa lòng sông. Các trụ đỡ của đập được xây dựng trong khung vây ván thép, các dầm đáy được lắp ghép trong dòng chảy, không cần chặn dòng và dẫn dòng theo cách cũ trước đây. Thảm đá chống xói được thả trực tiếp xuống dòng chảy, nhờ đó tiết kiệm quỹ đất, vốn đầu tư khoảng 30-40%, đặc biệt là không làm thay đổi cảnh quan môi trường. Dấu ấn công trình ngăn sông được xây dựng bằng công nghệ đập trụ đỡ như công trình sông Dinh, Ninh Thuận, đập Hiền Lương, Quảng Ngãi, cống Cầu Xe, Hải Dương, hệ thống cái lớn, cái bé, Kiên Giang. Công nghệ đập trụ đỡ có nhiều ưu thế so với công nghệ truyền thống, nhưng còn hạn chế là phải mở công trường thi công trên hiện trường, nên công tác giải phóng mặt bằng để triển khai máy móc thi công khó khăn. Đối với công trình trên sông lớn thì thuận lợi, còn đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống kênh ngòi chẳng chịt, hai bên bờ người dân sống rất đông đúc thì việc giải quyết mặt bằng khá khó khăn. Nhiều công trình không thể xây dựng hoặc chậm tiến độ vì liên quan tới giải phóng mặt bằng. Ông trăn trở và suy nghĩ làm sao có thể xây cống ở một nơi rồi chuyển đến đánh đắm nơi xây dựng là xong. Đó là ý tưởng cho sự ra đời của công nghệ đập xà lan. Nguyên lý hoạt động đập xà lan của ông khá đơn giản. Công trình có thể xây dựng trên nền đất yếu, bùn sâu, không cần xử lý đất nền hoặc xử lý đơn giản, khác với cách xây dựng cũ là xây dựng trên nền đất vững chắc, thậm chí là phải nạo vét hết lớp bùn, gây tốn kém. Hai là có thể chế tạo cống trong hố đúc rồi trở đến vị trí cần xây dựng để hạ chìm vào hố móng đã chuẩn bị sẵn. Ba là có thể di rời cống đi nơi khác khi cần thiết. Năm 2003, tỉnh ủy Bạc Liêu đồng ý cho công nghệ đập xà lan được thi công ở hai cống Phước Long, huyện Phước Long dài 12m và Thông Lưu, huyện Hồng Dân cách nhau 10km. Cống tự đúc ở xưởng cách nơi xây cống khoảng mấy trăm mét, khác với cách xây dựng truyền thống là chờ mùa khô, nắng ráo xây dựng, thì công nghệ đập xà lan lại xây dựng vào mùa mưa để nước sông đầy, thuận tiện cho việc thả cống di chuyển trên dòng sông. Nhìn những chiếc cống có độ rộng 15m, cao 5m và dài 18m, nặng khoảng 250 tấn, di chuyển dễ dàng trên sông, ai cũng bất ngờ. Hơn một năm thi công, hai công trình hoàn thành với số tiền là 2,3 tỷ đồng một cống, rẻ hơn vốn cấp ban đầu là 10 tỷ đồng một cống. Công nghệ được áp dụng thành công cho nhiều nơi như thiết kế kỹ thuật cho 16 cống thuộc vùng chuyên canh lúa thuộc tam giác Linh Cuối,
22 cống thuộc dự án phân danh mặn ngọt Giá Rai Bạc Liêu. Thiết kế và thi công 7 cống thuộc dự án Ô Môn Xà No cho 3 tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ và Hậu Giang. Tuổi đã ngoài 80, giáo sư tiến sĩ Trương Đình Dụ vẫn tiếp tục nghiên cứu những công nghệ mới trong lĩnh vực ngăn sông và được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng sáng chế như đập hộp neo, đập trụ neo, đập thuyền. Đó là minh chứng cho tình yêu, sự nỗ lực và khát vọng cống hiến trọn đời của ông đối với sự nghiệp phát triển của ngành thủy lợi nói riêng và của đất nước nói chung như ông từng mong ước. Đây thành công đề tài khoa học, mở hướng đi cho công nghệ ngăn sông để ngày mai tiến tới chặn dòng, ngăn nước biển không tràn vào đất mẹ.